Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông tin đáng chú ý: bệnh nấm đen gây hoại tử, từ loại nấm trỗi dậy sau khi mắc COVID-19 đến nguy cơ đại dịch toàn cầu. Sức ép phải tiêu hơn 700.000 tỷ đồng đầu tư công năm 2023. Tiền không thiếu, chỉ sợ không dám tiêu khi lò chống tham nhũng vẫn đang rực đỏ. Vì sao có quyết định thi hành án phạt tù, thầy ông nội Lê Tùng Vân vẫn đang tại ngoại? Cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh bị dư luận phản ánh trả lời dân không đúng trọng tâm, Chủ tịch Phan Văn Mãi lên tiếng. Thủ tướng điện hỏa tốc yêu cầu thanh toán đầy đủ tiền lương thưởng Tết Nguyên đán 2023. Và sau đây là thông tin đầu tiên. Vì sao có quyết định thi hành án phạt tù, thầy ông nội Lê Tùng Vân vẫn đang tại ngoại? Thưa quý vị, ông Lê Tùng Vân, người đã bị tuyên phạt mức án 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, vẫn chưa thi hành án và hiện đang tại ngoại, sinh sống tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Long, tỉnh Long An. Đây là nơi ông Vân đặt tên là Tịnh Thất Bồng Lai và sau đổi tên là Thiềm Am bên bờ vũ trụ. Tuy nhiên, một lãnh đạo công an tỉnh Long An cho biết, đến nay công an huyện Đức Hòa vẫn chưa nhận được quyết định thi hành án từ phía tòa án. Ông Vân vẫn đang được tại ngoại và thực hiện biện pháp ngăn chặn là cấm rời khỏi nơi cư trú. Trao đổi thêm về trường hợp này, luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo trả lời từ phía công an là chưa nhận được quyết định từ phía tòa án thì cũng không thể thi hành án. Ngoài ra, theo luật sư Nhật, trường hợp ông Lê Tùng Vân đã 90 tuổi, nếu mang bệnh, sức khỏe không tốt thì khi nhận được quyết định thi hành án vẫn có thể thực hiện các thủ tục xin hoãn thi hành án. Ông Vân có thể làm đơn đề nghị ra quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù gửi chánh án tòa án huyện Đức Hòa, kèm theo các giấy tờ có liên quan để xem xét. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Sức ép phải tiêu hơn 700.000 tỷ đồng đầu tư công năm 2023. Tiền không thiếu, chỉ sợ không dám tiêu khi lò chống tham nhũng vẫn đang rực đỏ. Thưa quý vị, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 với tổng số vốn trên 700.000 tỷ đồng, tăng khoảng 25%, khoảng 140.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2022. Năm sau cũng là năm phải giải ngân toàn bộ số vốn thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong khi đó, giải ngân đầu tư công là một nút thắt lớn trong nhiều năm và chưa xử lý được trong thời gian ngắn. Đặc biệt là khi công tác phòng chống tham nhũng đang được triển khai mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các đơn vị đều sợ làm sai và làm không đúng dẫn đến thiệt hại cho ngân sách đầu tư công. Ông Dương Bá Đức, Vụ trưởng Đầu tư Bộ Tài chính chia sẻ, nguồn vốn đầu tư công rất lớn khiến sức ép càng nhiều. Ông cho biết, lượng tiền phải giải ngân có thể gấp đôi năm 2022 nếu tính cả phần chuyển nguồn từ năm nay sang. Ngoài nguồn vốn khổng lồ đưa ra, các cơ quan chức năng cũng sẽ có nhiệm vụ làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, kiểm tra, rà soát từng dự án bố trí kế hoạch vốn năm 2023. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định, kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch thông tin, phòng chống tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh bị dư luận phản ánh trả lời dân không đúng trọng tâm, Chủ tịch Phan Văn Mãi lên tiếng. Thưa quý vị, tại hội nghị mới đây, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: trong lần họp tổng kết đầu tiên vào năm trước, tôi đã nói các đại biểu không ngại việc tôi là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Chúng ta thẳng thắn, không ngại ngần vì đây là việc cử tri của nhân dân và là trách nhiệm của cơ quan chính quyền, công việc chung của thành phố. Đối với phản ánh của một số đại biểu về câu trả lời của cơ quan chức năng, đối với phản ánh của người dân còn chưa đúng trọng tâm, ông Phan Văn Mãi khẳng định, thành phố luôn giải quyết đúng vấn đề, đúng trọng tâm để tìm ra hướng tháo gỡ. Đối với vai trò đại biểu Quốc hội, tôi luôn làm theo phương pháp này, làm gì cũng phải đúng trọng tâm, trọng điểm. Còn với vai trò của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, tôi không bao giờ chỉ đạo bất kỳ ông phó chủ tịch nào hay lãnh đạo sở nào vì thành tích mà nói không đúng vấn đề. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin đáng chú ý: bệnh nấm đen gây hoại tử, từ loại nấm trỗi dậy sau khi mắc COVID-19 đến nguy cơ đại dịch toàn cầu. Thưa quý vị, dẫn thông tin từ báo điện tử Dân Trí, WHO đã triệu tập hơn 300 nhà khoa học để nghiên cứu về bệnh nấm đen, sinh ra trong quá trình cơ thể suy giảm miễn dịch do COVID-19 và phải sử dụng thuốc điều trị trong giai đoạn bệnh trở nặng. Tại Việt Nam, nấm đen cũng là một căn bệnh được các chuyên gia ví như là một cú đánh bồi sau làn sóng dịch COVID-19. Nhiều trường hợp cựu F0 bị hoại tử xương, đặc biệt là vùng xương sọ, xương hàm mặt,
do nấm đen đã được ghi nhận tại các cơ sở y tế trên cả nước như Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tại Bệnh viện Bạch Mai, trước tình trạng ngày càng nặng nề, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu và xác định bệnh nhân bị hoại tử đen, niêm mạc xoang hàm, cánh mũi và phần mềm che phủ trước gò má phải. Nấm xâm nhập vào cơ thể khi hít phải bào tử nấm hoặc qua vết cắt, chảy xước trên da. Nấm đen thường xảy ra ở người suy giảm miễn dịch, đái tháo đường, dùng corticoid khi điều trị COVID-19, người bệnh ung thư, cấy ghép tạng, ghép tế bào gốc, quá tải sắt. Nổi lên từ bóng tối của đại dịch, vi khuẩn kháng thuốc, tình trạng nhiễm nấm đang gia tăng và ngày càng kháng lại các phương pháp điều trị, trở thành mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. Bệnh nấm đen mới đây đã xuất hiện trong một thông báo toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO với cái tên là bệnh X. Ước tính có khoảng 4.300 bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ đã thiệt mạng vì loại nấm này trong suốt làn sóng dịch thứ hai vào năm 2021. Theo đó, WHO cho biết họ đang lập danh sách mới các mầm bệnh có nguy cơ gây ra đại dịch và cần được theo dõi chặt chẽ. WHO đã triệu tập hơn 300 nhà khoa học để xem xét hồ sơ về hơn 25 họ virus và vi khuẩn gây nấm đen. Tổ chức này cũng sẽ cân nhắc về bệnh X, một căn bệnh chưa được hiểu biết đầy đủ và có thể gây ra đại dịch nghiêm trọng trên toàn cầu. WHO cảnh báo, nguy cơ nấm tấn công con người đang tăng vọt. Sự gia tăng đã được thúc đẩy bởi COVID-19 vì làm tăng khả năng kháng thuốc và gia tăng bệnh nhân suy giảm miễn dịch. COVID-19 được cho là đóng một vai trò nào đó trong sự bùng nổ của các loại nấm bệnh. Theo WHO, tỷ lệ nhiễm nấm được báo cáo đã tăng đáng kể ở những bệnh nhân nhập viện trong thời kỳ đại dịch, đặc biệt là những người đã bị COVID-19 tấn công nặng nề. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Thủ tướng điện hỏa tốc yêu cầu thanh toán đầy đủ tiền lương thưởng Tết Nguyên đán 2023. Thưa quý vị, Thủ tướng vừa ký công điện số 1170 về các biện pháp ổn định phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động. Công điện nêu rõ, một bộ phận doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động do tác động của dịch COVID-19, cạnh tranh giữa các nước lớn. Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, thực hiện hiệu quả chính sách lao động, việc làm, an sinh xã hội, giới thiệu việc làm cho người lao động. Đặc biệt, trong Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2023, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo, phối hợp với các địa phương thường xuyên quan tâm đến vấn đề tuyển dụng, sử dụng, cắt giảm việc làm, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng, chế độ chính sách cho người lao động. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!